Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày Ất Sửu tháng kỵ Sửu năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim quỷ giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường giờ Giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành Ninh Mệnh, Hải Trung Kim, ngày Ất Sửu tức Can Khắc Chi nghĩa là màu khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, hại trung kim, kỷ tuổi, kỷ mùi, quý mùi ngày thuộc hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ mùi quý mùi tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức tốt mọi việc kỵ tố tụng sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao thiên ân tốt mọi việc Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao vãng vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt là ngày 17 tháng 1 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 12 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hị thần, hướng tây bắc tài thần hướng đông nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tý sửu nhị hợp thủy cục cho nên với bạn tuổi tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày làm việc khá chi là bình ổn và với bà tuổi Tý, bạn là người sáng tạo, thông minh, tinh tế, ngoài ra bạn còn có khả năng gắn kết tập thể với nhau, khiến cho công việc của mình tiến triển thuận lợi hơn hẳn so với những ngày thường. Với bà tuổi Tý, cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn, vì thế bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi nếu cứ chần chừ, do dự thì cơ hội sẽ rơi vào tay người khác, quý nhân xuất hiện phù trợ khiến cho công việc của bạn tuổi Tý càng trở nên dễ dàng hơn và trôi trải hơn rất chi là nhiều. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khác với Thủy. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Tý, trong gia đình bạn đang tồn tại một vài vấn đề không thể lờ đi được. Nếu vợ chồng có điều gì bất mãn thì cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau chứ không nên giấu ở trong lòng rồi dẫn đến khó chịu, ấm ức rồi lại có những cái rạn nứt trong chuyện tình cảm. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc được thuận lợi, dễ dàng đạt được mục tiêu. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy, thông minh tinh tế có khả năng hòa nhập tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa có được cơ hội thăng tiến ngay trước mắt tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ cần quyết đoán hơn chớ nên chần chừ do dự tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc vợ chồng mau thuẫn không nên giấu những suy nghĩ ở trong lòng Về đánh giá của ba tuổi Tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh nâng đỡ cho bạn, cho nên với bạn tuổi Sửu có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học và dịch vụ. Với bạn tuổi Sửu, bạn nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có vai vế cấp trên nữa. Bạn tuổi xỉu có thể sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình để mở rộng những lối đi riêng, phát triển theo hướng hoàn toàn khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, bạn hãy hòa đồng với mọi người nhiều hơn nữa, chớ quên nên tự cô lập bản thân mình với xã hội. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu bạn cũng đang gặp ngày có thổ khác với Mộc cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình, đừng có cho rằng mình quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim khẳng định được giá trị của bản thân trong công việc, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa phát triển sự nghiệp theo hướng đi riêng từ vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ không nên tự tách mình ra khỏi tập thể từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bà tử Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 2, số 3, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ tuổi giàu. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đây là báo hiệu cho thấy với bà tuổi dần đang trải qua một ngày rất chi là may mắn trên con đường tài lộc và với bà tuổi dần có thể được thượng nóng hoặc là được tăng lương vì những cống hiến của bạn trong suốt thời gian vừa qua và có thể thấy những cố gắng của bạn không hề uổng phí một chút nào trong ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì cũng có thể tìm được những đối tác hoặc là khách hàng tiềm năng giúp cho bạn tăng doanh số, tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể trong thời điểm này với bạn. Trong ngày này với bạn tuổi dần là ngày thích hợp để cho bạn làm rất nhiều công việc. Nếu có kế hoạch đã xây dựng từ trước thì bạn nên thực hiện ngay thậm chí trong ngày hôm nay với bà tuổi dần còn có thể thực hiện được những nhiệm vụ trọng đại nữa vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã cố gắng rất nhiều tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa chăm chỉ làm việc rồi sẽ được đền đáp xứng đáng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tìm được khách hàng đối tác tiềm năng tử vi tuổi canh dần thuộc mộc gặt hái được những thành công đáng kể tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước đó và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. từ vi tuổi mão chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ của bạn tuổi mão và con cái của mình đang càng trở nên căng thẳng hơn với bạn tuổi mão có thể sẽ cảm thấy vô cùng là thất vọng vì con cái không đạt được như kỳ vọng của mình. Tuy nhiên, bạn hãy lắng nghe điều con cái thực sự mong muốn là gì cái đã. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Mão, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn về những quan điểm không thống nhất được với nhau. Xong, bạn không nên khăng khăng với ý kiến của mình mà cần phải mở rộng lòng ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy giải thích. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi mão trong ngày này lại gặp được nhiều may mắn trên lĩnh vực tài lộc. Bạn đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ. Bạn có thể kiếm lời nhờ vào các công việc nghề tay trái của mình. Và rất có thể những mối đầu tư tượng chừng như là nhỏ bé và thử nghiệm với bạn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận lớn trong ngày hôm nay nữa. Vai tử vi tuổi ất mão thuộc thủy không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa hãy lắng nghe suy nghĩ của nửa kia tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên khăng khăng với quan điểm cá nhân của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc thu được lợi nhuận từ các nghề tay trái tử vi tuổi quý mão thuộc kim hãy mở lòng mình để lắng nghe người khác về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh chuối quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Thìn tuổi Hợi từ Vi Tuổi Thìn, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xịu mùi. Cho nên với bà tuổi thìn đang có điểm báo bạn phải trải qua một ngày gặp nhiều trục trặc trong công việc kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện tác oai tác quái khiến cho mọi người nghĩ sai về bạn và với bạn tuổi thìn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với mọi chuyện thị phi đi tuy nhiên với bạn tuổi thìn bạn cũng chớ có nên nóng nảy nói năng thiếu cẩn trọng bạn cần phải bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình rồi mọi người sẽ nhận ra ai là đúng ai là sai nếu như bạn luôn làm việc quang minh chính đại thì không có gì là phải lo lắng cả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, nửa kia của bản mệnh là người có được sự thấu hiểu cho bạn, và bà tuổi thìn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để cho hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng hai người cùng nghĩ thì dù có vấn đề phức tạp đến mấy cũng sẽ đơn giản hơn rất chi là nhiều Vai từ vi tuổi giáp thìn, thuộc họ, cẩn thận, kẹo tiểu nhân lại hạm hại Từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, trở nên nóng nảy, nối năng thiếu suy nghĩ. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, nghiêm túc làm việc, chứng minh giá trị của bản thân. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tâm sự với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết khó khăn. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, vợ chồng có được sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thân tuổi giàu từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi tỵ luôn nghiêm túc trong công việc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao cho bạn tuổi tỵ làm việc và bạn là người giàu kinh nghiệm, dù làm bất kỳ nhiệm vụ gì đi nữa cũng đạt được kết quả cao. Với bà tuổi tỵ có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Đây cũng chính là lúc mà với bà tuổi tỵ cần phải hăng hái và tự tin vào bản thân mình hơn nữa. Đứng trên cương vị lãnh đạo thì với bạn tuổi tỵ hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công bên cạnh đó trong cái vận tình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ của bạn và nữa kia rất chi là hòa hợp đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm chua nhau hơn về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa luôn nghiêm túc với nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc được cất nhắc vào vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có khả năng lãnh đạo đưa tập thể tín tới thành công. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy có mối quan hệ hòa hợp với nửa kia của mình và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Dậu Từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại, cho nên với bà tuổi ngọ sẽ mất bình tĩnh trong ngày hôm nay bạn tuổi ngọ sẵn sàng to tiếng với mọi người vì bất cứ nguyên nhân gì dù là lớn hay là nhỏ cái điều này khiến cho bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng và mọi người không muốn tiếp xúc với bạn nữa với bà tuổi ngọ tính thiếu kiên nhẫn cũng khiến cho bạn mệnh dễ dàng gác lại những công việc khó khăn cần có sự tỉ mỉ và khéo léo bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục bởi nếu như bạn bùa dựa dựa chừng như vậy thì càng lúc công việc của bạn sẽ càng chất chồng cao hơn bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng cho dù quản trịa bạn tử ngọ không thích ràng buộc nhưng sau khi trưởng thành bạn luôn quan tâm đến gia đình nhỏ của mình và đặc biệt là quan tâm đến cha mẹ dù bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì với bà tự Ngọa cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian về nhà tham nhà hoặc là gọi điện hội tham đấng sinh thành ra mình về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ mất bình tĩnh sẵn sàng to tiếng với người khác từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thiếu tính kiên nhẫn trong những công việc khó khăn từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ bộ dự công việc dựa chừng từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới gia đình đặc biệt là cha mẹ của mình về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ V tuổi mùi, Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi, cho nên, với bà tuổi mùi đang có điểm báo, bạn quá mức tự tin trong ngày hôm nay. Bạn mệnh cho rằng mình hiểu rõ mọi chuyện và không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Và đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối. Với bà tuổi mùi, bạn cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình tránh làm mất lòng người đối diện khi muốn góp ý cho ai đó thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp khiến cho người nghe bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi mùi là bạn không nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc những suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi thay đổi góc nhìn bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết một cách đơn giản hơn rất chi là nhiều. Vài từ vi tuổi ất mùi thuộc kim quá mức tự tin coi mình là nhất. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa chú ý cách ăn nói chớ làm mất lòng người khác tử vi tuổi tân, tân, mùi thuộc thổ không nên cố chấp với quan điểm của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc thay đổi góc nhìn sẽ khiến cho vấn đề trở nên đơn giản hơn và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của thổ sinh cho kim vượng. Cho nên đối với những bạn đang quản độc thân rất vượng vận về nhân duyên trong ngày hôm nay. Bạn mạnh tuổi thân dễ dàng nhận được sự chú ý của những người khác giới nhờ vào bản tính hài hước của mình. Đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng mối quan hệ xã giao với mình. Và trong ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Bạn tuổi thân quan niệm ai có vấn đề gì thì nên tâm sự với cả nhà ngay. Sau đó, mọi người sẽ cùng tìm cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý. Và trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi thân đang vướng phải nhiều rắc rối trong công việc bạn có thể phải chịu sự gièm pha nghi ngờ của đồng nghiệp và đừng nên suy nghĩ tiêu cực mà hãy tự tin thể hiện bản thân mình nếu như bạn không làm gì sai cả về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tạo cơ hội để người khác có cơ hội hiểu mình hơn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có được bầu không khí gia đình hòa hợp tử vi tuổi canh thân thuộc mộc chịu sự gièm pha nghi ngờ của đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tự tin thể hiện bản thân mình Vài đánh giá của bạn Tu Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ vi tuổi dậu chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dậu chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu xịu phù trợ, nâng đỡ cho bạn. Cho nên với bà tuổi dậu dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng nhờ những kinh nghiệm của mình với bạn tuổi dậu, cố tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của bản mệnh có thể hướng cho mọi người đi tới thành công nhanh hơn. tuy nhiên, với bạn tuổi dậu, bạn cũng cần phải chú ý đến tính cách nông nội của mình và khi đứng trước một cơ hội, bạn cần phải suy tính cho kỹ càng trước sau, không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim Vượng cho thấy về cái mối nhân duyên của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn nếu còn chưa đi tới hôn nhân thì hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của rất chi là nhiều người nữa về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng lãnh đạo tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ không nên mù quáng đưa ra quyết định vội vàng tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất, từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tuất á cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bà tuổi tuất đang có điểm báo quá thẳng thắn trong ngày hôm nay đặc biệt là trong cái cách nói năng của bạn dù mục đích của bản mệnh là có chú ý tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều. bạn cần phải chú ý tới cách diễn đạt của mình. trong công việc ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất, bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức cho dù có gặp phải trở ngại như thế nào đi nữa. nếu như bạn nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình thì đừng có ngại ngần, xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh mình. Ngày này với bà tử Tuất, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Bạn mệnh tuổi tuất cũng có thể gặp được quý nhân nếu như chọn được đúng hướng đi thích hợp với mình trong ngày hôm nay vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận phải phản ứng trái chiều tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc xin sự trợ giúp của mọi người xung quanh tử vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên đầu hàng khi gặp khó khăn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu xám màu nâu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Thân tuổi Dậu Từ vi tuổi hỏi, Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hỏi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cho nên, với bà tuổi hỏi đang có điểm báo, trở nên suy nghĩ bi quan trong ngày hôm nay. Và có thể, với bà tuổi hỏi sẽ phải chịu sự giềm pha, chèn ép của đồng nghiệp hoặc là cấp trên, xong, đừng có vội nghĩ tới việc bỏ cuộc hay là trốn chạy. Trốn chạy không bao giờ là cách giải quyết vấn đề hay với bạn. Sự nghiệp học tập của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay, kể cả là thi cử, cũng không được mấy thuận lợi. Vì vậy, trước khi bước chân vào một cuộc thi, bạn cần phải chuẩn bị kỹ càng và có tâm lý vững vàng, không nên khuya khoang, sợ hãi khi mình không giải quyết được một số câu hỏi nào đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với ba tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ khắc thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bản mệnh và nửa kia cũng không được mấy in bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi, bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất kỳ phán xét gì. Về tử vi tuổi ất hợi, thuộc họ trở nên có những suy nghĩ bi quan, muốn buông xuôi, từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, trốn chạy, không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, cần phải cẩn thận. Nếu đứng trước những cuộc thi cử, tử vi tuổi tan hợi, thuộc kim, vợ chồng dễ hiểu lầm, mâu thuẫn với nhau, tử vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, hãy trò chuyện thẳng thắn trước khi đưa ra phán xét. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại